Chuyển sang thông tin khác, vào chiều ngày hôm qua, mùng 1 tháng 1, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống của tỉnh Thanh Hóa, khiến cho 8 người tử vong và một người đang trong tình trạng nguy kịch. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân của vụ tai nạn là do ngạt khí lò vôi. Khoảng 16 giờ 30 ngày 1 tháng 1, ông Phạm Văn Tuyên, xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống đang xếp đá trong lò vôi nhà ông Lê Văn Thong thì bị ngạt khí ngất xỉu. Thấy vậy, ông Thong bắc thang xuống cứu nhưng ngay lập tức cũng bị ngạt khí ngất xỉu tại chỗ. Những người đang có mặt tại lò vôi cũng vội vàng xuống cứu nạn nhân nhưng đều bị trúng độc. Hậu quả khiến 8 người tử vong và một người đang trong tình trạng nguy kịch được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Trong 8 người tử vong có 3 người cùng một gia đình gồm ông Lê Văn Thong, chủ lò vôi và hai con gái, trong đó có một người đang mang thai. Vợ của ông Lê Văn Thong đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Công an tỉnh Thanh Hóa đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ việc. Thì cho đến bây giờ thì tất cả từ cái pháp y tử thi và những vấn đề thu thập được ở hiện trường thì còn phải chờ cái kết luận của cái cơ quan giám định pháp y của Bộ Công an. Tuy nhiên là chúng tôi thấy rằng đây những người này tử vong ấy là đều do bị ngộ độc một cái loại khí mà đó có thể là oxit carbon và khí carbonic, bởi vì cái lò vôi này cũng đã hoạt động từ rất là lâu. Sáng ngày hôm nay, ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đến xem xét hiện trường vụ tai nạn và có ý kiến về việc xóa bỏ các lò vôi thủ công trên địa bàn tỉnh. Ủy ban tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng là chủ trì là sở xây dựng là có lộ trình xóa bỏ các lò vôi thủ công này. Và chủ yếu các lò vôi thủ công này hiện nay là sản xuất để phục vụ cho cải tạo đất, không dùng trong cái sản xuất vật liệu xây dựng. Trong cái lộ trình là chúng tôi trên địa bàn tỉnh là xóa dần từng bước và mỗi năm là từ nay đến năm 20 là xóa mỗi năm được 20%. Trước mắt, tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ mỗi người tử vong 5 triệu đồng, hỗ trợ nạn nhân đang được cấp cứu 3 triệu đồng. Huyện Nông Cống hỗ trợ 10 triệu đồng đối với người tử vong và 7 triệu đối với người đang được cấp cứu.